gia sống tại Quảng Bình xin hỏi, mình có làm chủ trung âm thân của mình khi bị mất thân tứ đại không ạ? Trước khi mình nói và hiểu cái trung âm thân là cái gì, trung âm thân là cái vỏ bọc tánh người. Khi thân tứ đại không còn thì trung âm thân á, cái vỏ bọc tánh người nó co lại thành là cái trung âm thân, thì mình vẫn còn nằm trong cái quy luật nhân quả luân hồi không cách nào thoát ra được. Đã đầu tiên đến Phật vào để mượn thân của người tạo công đức, mà không tạo mà tạo phước đức giả đức, nên nó bị trong cái vỏ bọc cái tánh, cái trung âm thân này bây giờ nó chứa toàn nó là phước đức và ác đức không. Trừ trường hợp nào mà tạo ra được công đức đi về Phật giới, đi về trung tâm vận hành luân hồi, thì cái trung âm thân mới phá được, nó mới trở về điện từ âm dương. Chứ còn tánh Phật hoàn toàn không phá được cái trung âm thân này, mà nó phải đi theo cái quy luật nhân quả của nó. Nếu mà nó cái trung âm thân mà nó công đức nó đưa nó rơi vào trung tâm vận hành luân hồi, thì điện từ âm dương nó trở về vị trí của nó, có nghĩa là nó trở về cái ngôi vị của nó, chứ tánh Phật hoàn toàn không phá được. Mà tánh Phật chỉ có công đức vào đó phương tiện để phá theo quy luật nhân quả luân hồi. Cái câu hỏi nó phải hỏi đúng vậy không? Nếu mà mấy thì cứ hỏi đi, đi hỏi đi. Cái vị nào mà viết ra câu thơ hỏi thì nên ngồi gần ở đây, thí dụ có gì thì hỏi liền. Nếu mà chưa thỏa mãn thì có hỏi để cho nó rút ngắn thời gian. Dạ, cái câu này là con hỏi dùng cho một Phật gia ở Quảng Bình. Câu hỏi là mình có làm chủ được trung âm thân của mình khi không, mình hoàn toàn không làm chủ được. Bởi vì trung âm thân là giống như chiếc xe vậy đó, mà chiếc xe là do một vị thần lái đi, chứ mình là một hành khách ngồi trên đó thôi, hoàn toàn không làm chủ được. Rồi trả lời các bạn. Dạ. Qua câu hỏi vừa rồi thì con xin hỏi là trung âm thân ví như là một phương tiện chuyên chở phần tánh của mình vào khối nghiệp thiện nghiệp ác, con hiểu vậy thưa thầy có đúng không? Có nghĩa là tánh Phật mình mượn thân và tánh người. Tánh người nó muốn biểu gì tánh Phật phải làm cho nó, không làm chủ được. Đã vô đây rồi, tánh Phật vô tử cung người mẹ là hoàn toàn quên hết, vì thế mà không cách nào thoát được. Mà nó cũng quên là cái tử cung để nên làm cho chết, quên hết cái tánh Phật thấy biết. Còn cái quên thứ hai nữa đó là cái điện từ âm dương nó quay để nó phát ra 16 cái ảo của tánh người, đó là lớp thứ hai. Còn thứ ba, cái điện từ âm dương quay nhanh để nó tạo ra 84.000 ảo giác nữa, thì tánh Phật không tài nào mà nhớ được. Ngày xưa ở Phật tánh vào đây mượn thân tứ đại để mà tạo công đức, nó phải hiểu cái nguyên tắc thiền tông. Đây là cái yếu điểm của thiền tông, cũng nói rõ là tại làm sao con người vô đây không thoát ra được. Mà bây giờ thiền tông đã công bố ra rồi mà người ta còn chửi, tình có nghĩa là ta không chấp nhận. Thì nên nhớ rằng những người chửi đó thì thôi, lương hầu mà 10.000 một dạ ông Phật cũng không đã bây giờ công bố ra mà không chịu nghe. Nếu mà nói cái chùa Tân Diệu này mà nếu mà nói ra sai thì cứ mời đến đây hỏi, còn nếu mà người ta nói mà không nghe thì đương nhiên mình bỏ đi. Thì cái nhân theo cái luật nhân quả nó theo quay 10 dạ ông Phật ra đời chưa chắc gặp ra lại. Rồi câu hỏi tiếp đi. Ý con á là cái cụm từ mà trung âm thân á là mình ví nó như là một cái phương tiện chuyên chở cái khối nghiệp ác và tánh phật của mình, thì con hỏi vậy có đúng không á? Đúng rồi, cái trung âm thân là phương tiện chuyên chở, tạo cái gì trung âm thân chở thì cái đấy. Nhưng mà cái người mà chở đó là ai? Ví dụ con mãn thần thì cái trung âm thân đó là nó màu, nó trong suốt, nó bằng điện từ âm dương, nó trong suốt. Nhìn ông thầy quản lý tánh Phật của mình á, thấy trong này cái gì hưởng nghiệp phước tịnh độ thì ông chỉ ném mình lên nước tịnh độ thôi. Rồi cái trung của thông tự nó bay dèo tới đó, rồi nó đáp xuống, rồi nó vô, rồi đầu tiên nó sống sinh ra, rồi sống gì đó trên đó trong mấy quả thánh tha.
mà như sách đã nói rõ đó, có nghĩa là cái trung ấm thân là phiêu triệu chuyên chở, mà cái người điều hành cái này là vị thần quản lý tánh phật của mình, giống như ông tài xế. Nhưng mà nói ông tài xế là không có đúng, mà nói giống như một người điều khiển từ xa đó. Ví dụ bây giờ cái người ở trái đất này mà bắn phi thuyền lên trên mặt trăng thì dưới này ta điều khiển lên tới đó thôi, chứ không phải là cái người đó lái. Nó hiểu cái trung ấm thân đi, ví dụ như cái một người điều khiển vậy đó. Dạ, con hiểu rồi, con xin cảm ơn. Đó, câu hỏi thứ hai của Phật tử Phật gia Lê Minh Thông. Anh Lê Minh Thông có ở trong chính điện. Dạ, thì con hỏi thầy năm câu. Dạ, câu thứ nhất, suy nghĩ là mình đã tạo ra nghiệp rồi, như vậy mình tu cái thiền tâm mà cái đầu óc của mình nó lúc nào nó cũng dẫn điện, nó đâu có chịu nghiệp. Như vậy mình có nên nương vào một cái vấn đề gì hay là một câu gì cho mình khỏi tạo nghiệp mà lại tu cho thiền tâm nó tốt thầy? Ý của anh Thông nói là suy nghĩ là đã tạo ra nghiệp rồi, mà có một cái phương tiện nào mà dùng như một câu nào đó để khỏi tạo nghiệp không? Tất cả cái gì cũng bị hết. Bây giờ trái đất này anh suy nghĩ cái gì nó cũng tạo nghiệp hết. Nhưng mà trên trái đất này suy nghĩ nó có ba cái loại. Một là loại suy nghĩ tạo công đức về Phật giới, cái quả của nó là về Phật giới đó. Suy nghĩ tạo phước đức để lên các quả trời là cái quả đó là giảng sanh. Còn suy nghĩ hại người ta là cái quả ác. Nó là ba cái suy nghĩ. Trên trời đã tánh con người, tánh con người suy nghĩ thì đương nhiên là phải suy nghĩ phải có cái quả đó. Nhưng mà cái quả suy nghĩ cái tạo công đức thì mới về Phật giới. Về Phật giới đây là cái quả. Nè, lúc đó có ba nơi, đại khái ba nơi, chứ sự thật đó nếu mà tính ra đúng là người ba con đường, dạng ba con đường luân hồi chứ về đâu đó. Thì suy nghĩ bây giờ bắt buộc phải suy nghĩ, cho làm sao suy nghĩ. Bây giờ người ta làm cái chỗ này nè, ta vô ta dựng ta tôn mà ta ép được cho suy nghĩ tầm vậy. Mang thân tứ đại thì phải suy nghĩ. Anh suy nghĩ là cái gì ta không hiểu này, bởi vì quyền ký mà chưa công bố ra là hoàn toàn người ta tu. Đức Phật gọi là gì? Tu mù, tu không biết gì hết. Chỉ nghe nói tu là nhào tu, biểu tụng vô tụng, biểu cúng vô cúng, người ta không hiểu là cái mục đích là cái gì. Đó, thiền tâm bây giờ muốn nói rõ là cái chỗ này. Rồi con hỏi câu thứ hai đi. Dạ, vậy mình tu là thiền tâm, có đương theo một câu nào để tu cho tốt không? Là xóa trong thế gian này không có tu cái gì đợi, thiền tâm có tu. Mà bây giờ phải biết, và nguyên tắc sau cùng nó có ba cái loại. Một là anh quyết chí anh muốn về không? Hai là biết tạo công đức không? Ba là anh biết con đường trở về Phật giới không? Thiền tâm chỉ có ba con đường này thôi, chứ không có gì khác. Ở trong trái đất này không có tính toán cái gì trời trên. Thì trên trái đất này tính toán là từ nói ba cái phần hồi nãy. Anh suy nghĩ tạo công đức bằng trí tuệ, nếu là tạo công đức bằng trí tuệ, đừng có mù quá mà tạo công đức thì coi chừng nó bị nhân quả. Rồi câu hỏi câu thứ ba này. Dạ, theo thầy, người tu theo vật lý sau khi chết quả thiêu để lại sao lại người đó sẽ đi về đâu? Tôi đừng ơi, bây giờ đó nói chuyện sao lợi là bịa đặt và chúng ai chứ là tôi nói thật. Hồi xưa cái ca mà ở đây tám cái lò thiêu mà Bình Hương Hòa nó làm tám cái bé là người cái ca cũng chết chứ đừng tụt tiêu chứ đừng có nói sát lợi. Cái này là người ta bị á, ngày xưa Đức Phật cái ca trèo cái nhân quả tốt như trái thịt chứ còn có xương thịt cả. Bây giờ này nó thiêu theo kiểu bét dầu hoặc là bét ga đó, không có ai để sát lợi được. Cái này là người ta bị ra thôi. Con người ông Thích Ca ngày xưa cũng mang thịt như mình, nếu mà ông mà thánh rồi đó thì tại sao mà cái gương mình rớt vô giò bị chảy máu? Ông thánh không chảy máu mới được. Còn bây giờ tại sao ông 80 tuổi ông trong lưng bắt mấy đệ tử dành? Cũng là con người vật lý, nhưng mà Đức Phật ông Thích Ca gọi ông Thái Tử Đức Đại La gọi là người toàn năng toàn giác. Toàn năng là làm được tất cả. Làm cái gì? Ông muốn làm thượng đế cũng được, thì ông tu lên làm thượng đế, ông muốn làm thần cũng tu làm thần. Đó là toàn năng của ông đó. Ông muốn làm cô hồn cũng được, thì ông tu theo kiểu cô hồn. Còn giác là biết tất cả từ điện tử, nguyên tử cho đến hành tinh.
quy luật nhân quả, nhưng mà biết đó là gọi là tồn giác của một vị Phật. Phật thì vậy đó. Nếu đừng có nghe lời mấy ông, tôi xin lỗi. Hồi xưa thiêu con Phật là điều bằng củi, làm sao cháy ra được. Mới vừa cháy cái thịt hết rồi, đưa gỡ, đưa bỏ cái thịt rồi lấy cái xương. Nó có trả lợi chứ bây giờ đưa vô mình đưa quà mở 8 mét rồi còn 10 ông Thích Ca không có trả lợi nữa. Bây giờ phải người ta bị ra cái này để người ta ta làm cho linh thiêng. Bây giờ tiền tông nó ra nó chuẩn quá rồi này. Con người mang thân tứ đại phải ăn, phải ngủ, phải bệnh. Đó là quy luật nhân quả cái đất này. Ăn muốn không bệnh không, ăn không ngủ chạy qua bên nhiều bất giới. Về đó nó không có âm dương. Bên cái âm dương bắt buộc phải làm theo cái nhân quả. Tôi có hiểu không? Rồi phải tiếp đi. Còn nghe các bạn Thích Quảng Đức nói tự tiêu còn tay tiêu không cháy á, trường hợp đó. Bây giờ ông Thích Quảng Đức ông đầu theo tôi đứng sát lên. Mới vừa đổ xăng chết giải ra càng càng thân là cái lấy mời nó trùm lại sao cháy tới tiêu được. Nên rồi đem đưa tủ lạnh để rồi đem đưa đùa xa lợi để đùa lại cái này cái gì cái hồi đó lại chính trị người ta làm để cho nó quy tụ Phật tử lại. Đây là cái lối chính trị hồi xưa chứ làm gì tới có đức đưa lên mình quà nữa ơi. Đốt 10 giờ 10 tới tiên không chết chứ đừng nói. Bởi vì người ta thành thánh quá ngày xưa người ta không hiểu rồi người ta mê hoặc những cái người ngày xưa chứ không phải là sự thật. Đây là nguyên tắc vật lý. Ở trái đất này anh có xương ai cả có xương. Bây giờ có xương thì có xương này là cô hồn á, ông xương gì xương. Nhập dông nhập gì là cô hồn đó. Hoặc là mấy ông thần mà gọi là không có nằm ở trong kỷ cương á, thì ông nhập. Chứ mà thần nằm trong kỷ cương hoàn toàn không dám. Giống như mình ở đây ở thế gian, nếu mình ở trong cơ quan nhà nước không dám làm là vậy. Mà chỉ có người nghiệp kêu bằng nằm ngoài trời bất được á, nó muốn làm gì làm. Thì thành trong cái dạng này. Mà bởi vì nếu mà vô dòng lọc để chuẩn bị đi trả nhân quả với nhau thì không có xuất hiện nữa. Mà chỉ đi ra làm cô hồn nó có làm cái chuyện này. Mình phải hiểu cái nguyên tắc Thiền Tông nó đã nói rất rõ là cái sở dĩ chùa Thiền Tông Tứ Diệu có nói lại để đi để cho người ta. Bởi vì Đức Phật gọi là chuẩn lại. Lời Đức Phật dạy 6 pháp môn. Một pháp môn thì có 37 pháp để mà thành tựu cao nhất là A-la-hán. Thứ hai giảng sư, thứ ba kỳ sư nhà Phật. Thứ tư giảng sanh cực lạc, thứ năm lập thành, thứ sáu về Phật giới. Muốn đi cái nào, sáu đường đi đó. Được rồi, tiếp đi. Dạ, thưa Thầy, sao không thấy nhiều người tu hay thiền tâm hay gặp hiện tượng lạ, gặp thấy cảnh này, cảnh kia mà con không thấy gì hết, vậy con tu có đúng không? Nói người trước đây ta nói là Thiền Tông mới công bố ra đây 7 tháng thôi. Hồi xưa gọi là tu bù, người ta lợi dụng. Bây giờ tôi hỏi gì chứ ông Phật đó, ông lập ra cái đạo để ông đi ăn đồ cúng. Bây giờ suy nghĩ nè. Bây giờ cái nước Việt Nam mình đó là 10, cho là 100 ngàn cái chùa này, 12 giờ cúng. Ông Thích Ca ở đâu? Ông ăn chùa nào đây? Ông lẽ ông lại 100 ngàn đó mà ăn có chén cồn chút xíu ấy. Không làm mới được, bởi vì thành ra Đức Phật bảo là chuẩn lại, nói là cho đúng. Đạo của Như Lai dạy 6 nẻo đường hồi, 5 nẻo đường hồi, 1 con đường về Phật giới, muốn tư cái nào tu. Bởi vì nói là chùa Tân Diệu có một phần là chuẩn hóa lại, nói cho rõ lại thôi. Chứ đừng có nghe mấy ông kia xin lỗi nhé. Nếu cái ông nào mà giỏi đó, lập ra cái chùa, ghi tu chuyên môn dạy giải thoát, ông đó mới ra. Còn nếu mà lập chùa ra rồi đem cúng đụng chuyện hết thì làm sao? Cúng là đây là loài thần. Loài thần ở trong này là ưu tiên ăn trước, cô hồn ăn sau. Mình cúng có hai loại đó. Giờ cũng cúng cái nào? Ông Phật có thể trưa trưa ông đi lại kiếm chén cồn chút xíu ăn. Mà ở trong đây là ăn. Phật là cái Phật giới. Mình phải hiểu trái đất này nó luân chuyển khi mà Thái tử Thích Đạt Đa đã về Phật giới rồi thì hoàn toàn chỉ dùng Phật nhãn nhìn vô trong này thôi. Mà bây giờ ông kiểm soát là cái giáo pháp mà ông để lại đây bây giờ đã công bố ra ông có bộ phận phải theo dõi cái này để chỉnh lại có đúng hay sai. Hay là cái ông ngồi đại diện ông nói chuyện là phải là bà ông còn tiền là. Đó là mình phải hiểu trên cái đất này đừng có tin bất cứ gì.
mình phải nắm căn bản này, trái đất này năm loại tông trung, thần chịu trách nhiệm về linh thiêng, người chịu trách nhiệm về nhân quả và chủ vật chất. Bây giờ con người chủ vật chất như thế nào? Giống như anh già quá nên các cái nhà thường thường ta cách 100 tầng thôi, anh già quá cách 1000 tầng là sao? Ngã không? Thì trái đất này lúc nằm ở dạng này, anh chứa vật chất nhiều rồi có ngày anh cũng chết vì vật chất. Tôi chỉ nói sơ vậy thôi chứ không có nói chết gì cái gì nha. Đó, mời tới đi. Dạ, thưa thầy, có một chị Phật gia cho con hai xin phép chú tên là người đó đã được tiền thiền rồi mà cũng là đi như làm chủ lễ cúng sư dễ bóng khoai thì cúng hai đầu dừa. Con mới hỏi sao còn bị cúng về không cúng mà không dính mắt như vậy ông Phật gia ra tu có đúng không, chết thì có được giải thoát không thầy? Thì nó chết chết thì chui vô đâu ngang mà giải thoát cái gì, đó là quỷ biển. Một Phật gia nó làm cái chuyện này nữa, bởi vì trong này tại sao khi truyền thiền đã nói là 100 người có 5 người đi tới thôi, còn 95 người đi luôn, là cái Phật gia này nằm ở trong cái dạng đó thì nên biết là ông đi đâu, ông cúng hả thì nữa ông chết giải thoát vô cái loài vô hồn nữa đó. À, con xin cảm ơn, cảm ơn quý vị đã. Kính thầy hiện nhân, thầy dạy tánh Phật muốn trở về Phật giới thì phải nghiêm thực hiện 8 phần. Con xin hỏi phần này, người được truyền bí mật thiền tông mà không được truyền ở chánh điện thì sẽ như thế nào? Kính xin thầy dạy đáp. Không không truyền chánh điện thì nói đúng ra đó, mỗi người quỳ đến đây truyền, khi đọc tên người đó quỳ Phật mà có ngày xưa có cái nhiệm vụ dẫn cái tánh Phật vô đây thì ông có nhìn thấy cái người này có công đức rồi ông mới tới ông xem, nhưng mà ông thấy thì sao, ông thấy cái người đến dự sao thì ông không biết được, ông nói không có họ chắc mặt ông không biết, ông nói nhưng mà có một điều thế này, mình mà kiếm chuyện rồi mình được truyền rồi nhưng mà mình phải làm sao tạo công đức cho thật nhiều để ông Phật này ông có nhìn thấy ông nổi giận mình thì ông mới tới ông giúp mình, còn nếu không tới thì thôi thì kêu bằng là anh em truyền cho nó vui thôi chứ còn về thì năm ăn năm thua đó. Chứ ông Phật truyền mà có cái nhiệm vụ dẫn về Phật giới mà giờ ông biết mặt mũi sao vô đây lăn lộn bằng 70 tỷ năm giờ ông biết cái mặt nó thay đổi kiểu gì đây, định bắt buộc chính phải trình diện tại chính điện thì người thì ông Phật mới biết, còn nếu không biết thì phải tạo đức thật nhiều nổi trội lên. Nó Phật ơi con ở đây con được truyền cho vô tới nhiều quá nhưng mà con không về được và con tạo công đức nhiều nè, xin Phật rước con. Ông nghe mà phải công đức nhiều mới tới, còn nếu không cứ giống như cái đèn mà le thì thôi không tới, Phật cái đèn nó trước sáng thì ông mới tới. Giờ hỏi tiếp đi. Ham muốn sao được để về Phật giới, ham muốn làm sao để đi luân hồi? Bây giờ người ta hỏi, người ta giải thích cho mình, ham muốn trở về Phật giới là tạo công đức, còn ham muốn luân hồi là muốn đi đâu? Muốn lên cực lạc thì A Di Đà Phật cúng tiền cho nhiều giảng sanh, còn muốn làm thần thì niệm chú vô làm thần, cái đó là ham muốn của mình. Đi đâu sáu nẻo luân hồi mình muốn đi đâu thì do cái ham muốn mình. Ví dụ bây giờ muốn lên cõi cực lạc ở thì phải làm phước cho thật nhiều, nó con muốn giảng sanh lên đó để con hưởng cuộc sống nó vui sướng tột cùng, thì khi chết rồi thì trong mắt tâm mình nó hiện trong đó thì ông thần nó thấy cái này, cái tần số này nằm ở trong nước A Di Đà đó thì ông chỉ cần nắm nó quăng lên nó là xong rồi, mình bay cái chiều đó đó. Rồi tới đó rồi chịu trên nó lên trở thì nó nhặt chỗ đâu nhặt thành tiên hay thành trời gì đó lên đó. Thì cái là nguyên tắc ham muốn đi đâu. Bây giờ tại sao có nhiều người bây giờ tại vì ta tu trình độ nó nói bây giờ con muốn giảng sanh thì đúng rồi làm phước vô mấy ông thầy bảo làm phước đi giảng sanh thì ông thần khi mình bắt cái ông thần ông quăng cái tu bắt tâm rồi lên trở thấy đẹp quá trở muốn hưởng sung sướng gì cũng được, đó là ham muốn của mình. Còn giờ nói ở đây giờ tôi muốn ví
quá khứ vị lai thì làm thần là phước cho nhiều chết. Ông thần ở này cái tần số nó làm ở cái gọi là phước âm nó quăng vô về thần. Đó là nguyên tắc cái thế giới vật lý này. Giống như mình á, mình ở nhà mình có số tiền lớn, bây giờ tôi muốn đi Hà Nội, rồi có cái công ty du lịch nó dẫn đi Hà Nội. À, muốn đi Mỹ, công ty du lịch dẫn đi Mỹ. Đó là do ham muốn của mình. Với điều kiện mình có tiền là phước, còn mình có công đức, tôi muốn về Phật giới, công đức nhiều, được có người hướng dẫn. Thì khi ta truyền tiền dẫn tới cái chùa duy nhất trên thế giới này, chỉ chùa Tân Diệu có được quyền giới thiệu về Phật giới thôi. Có nghĩa là cả mà mấy chục, mấy trăm ngàn cái chùa Việt Nam không ai còn đủ tư cách giới thiệu về Phật giới. Mà các chùa đây chỉ đủ tư cách giới thiệu giảng sanh hoặc là làm người giàu sang hoặc là thần thôi. Nói, bên đây nói cho rõ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Trong sách Tô Ni có một vị Phật giúp mình về Phật giới. Vậy vị Phật đó giúp như thế nào? Vị thần sẽ dẫn ra sao và ma dụ như thế nào? Cái vị Phật mà đầu tiên á, thì tôi nói chuyện mà hồi ông Phật Kiên Đăng á, ông nói các đức Phật á, thì vô đây thì trong đó có Thích Ca, ông vô. Mà không, ông Kiên Đăng không phải giúp một người vô đâu, mà khi ông nói cho một số người, số Thánh Phật nghe, thì Thánh Phật có ồn ồn vô, trong đó có Thích Ca. Khi Thích Ca thì than muốn trở về Phật giới, ông có phân thân đến, ông giận, ông về, ông chịu. Chỉ cách tạo phước đức sau này là chỉ công đức mới về Phật giới được. Có nghĩa là chỉ phần nào chỉ mình vô hãy điều âm của tam giới, thì khi mình có công đức thì vị Phật đó chắc chắn phải nhìn theo dõi cái vị Phật đó mới điều khiển mà dẫn đi về trung tâm chân thành mà ra cửa hải Triều Dương để trở về Phật giới. Thì chỉ một vị Phật đó thôi, chứ còn không có ông Phật này không có giới thiệu Phật kia, cái nhiệm vụ của ai cũng chịu. Nếu mà thì phải hiểu gì? Cái câu hỏi thì còn tội gì nữa, con lên thế không? Thần dẫn ra sao phần mai dẫn ra sao? Thần dẫn đi như thế nào? Thần á, thần thì đâu có dẫn gì. Thần là gọi là cái vô đây á, thần là chịu trách nhiệm quản lý tánh Phật. Khi tánh Phật mình tạo công đức phước đức ác đức gì nó lưu trong cái vỏ bọc tánh, cái trung bản thân á, thì ông thần nhìn thấy cái trung bản thân đó là giảng sanh đi đâu hay là bị luân hồi đi đâu, thì ông thần có nhìn trách nhiệm đẩy đi, ông ném đi tới chỗ đó. Nếu mình mà có công đức nhiều thì ông thần thả ông lại gần, ông nói thôi đủ sức rồi, ông chết lại gần. Thử thật cái công đức này mà nó dương nhiều thì tất cả các vị thần phẩm đó hoàn toàn thả mình ra, tự động mình về. Mà nên nhớ đó, trong cái lời nhắn nhở mà để về Phật giới đó, nó còn một điểm chưa có nói ra. Khi mà mình được rơi đó thì chừng là cái điểm sáng mà nó kéo mình đi về theo cái kiểu rơi, phải theo cái điểm đó. Chính cái điểm đó là một vị Phật dẫn mình đi. Người ta dùng cái hào quang của người ta đó, ta mới dẫn đi tới. Khi nào tới trung tâm dẫn hành luân hồi tan rã, đến cái trung ẩn thân tan rã ra, thì Phật nhãn mở ra, thì Phật nhãn người đó mới nhìn thấy được cái vị Phật mà dẫn mình đi. Còn nếu mà cái Phật, cái tánh của người đó bằng vô nhãn không thấy được, mà phải vào trung tâm vận hành luân hồi, trung ấm tâm vỡ ra, thì cái tánh Phật người đó trở về cái ban đầu, thì mới thấy ở Phật đó là ông Phật này, tao mới biết. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi. Sao gọi là hình tướng? Sao gọi là không có hình tướng? Cái này là lấy đâu câu nào? Có nghĩa là mình nói ở đây hình tướng là thân tứ đại, cấu tạo bằng tứ đại. Còn nếu không hình tướng thì cấu tạo nó có ba bốn loại. Loại thần thì nó thì có ba cái mặt. Loại trời dục giới thì nó là năm màu. Loại trời hữu sắc 12 màu.
thì nói đối với con mắt của mình đó, là nói không hình tướng, cái sạch nó có hình tướng. Đối với chư Phật thì nhìn thấy suốt mặt tất cả từ các loài như cái loài thành đó, mình không thấy hình tướng nhưng mà Phật thấy, thấy đấu tạo bằng điện từ âm dương, chư Phật thấy. Chứ mình ở đây gọi là không hình tướng, cái sự thật đó là đối với Phật phu mình là không hình tướng, chứ mà tất cả vị Phật hoặc thật cái gì mà tiên có tiên nhãn á thì ta thấy hình tướng trong cái đất này thôi. Còn mà Bồ Tát không thấy được cái Phật giới, không thấy được tánh Phật, không thấy được cái kim thân Phật, mà chỉ một vị Phật mới thấy được kim thân Phật thôi. Còn mình được nhãn thì thấy có ba, ở trên đất này có ba loài, là người, súc sanh và thực vật. Còn không thấy thần, ngã quỷ, tức cô hồn đó, là cái địa ngục. Đó, con mắt dùng nhãn được chỉ thấy. Còn sở dĩ mấy người mà người ta thấy được cái cõi cô hồn đó là vì cái tần số người ta nó hạ xuất đó. Giống như cái cô gì mà tìm mộ đó à, thì nó hạ xuống cái tần số của cõi âm nó mới thấy được. Mà nên nhớ rằng cái này á nó hiện là không có lâu đâu, trong vòng 5-3 ngày thôi hoặc là 5-3 lần thôi. Nếu mà về sau còn nữa thì giả, giống như ông bà cha mẹ mình chết mà làm ngạo quỷ á, thì trong 49 ngày một là vô trong tập không thấy, hai là làm cô hồn thấy. Bởi vì ai mà ông bà cha mẹ mình chết mà không thấy thì mong ông bà cha mẹ mình làm cô hồn. Mình phải hiểu nguyên tắc thế giới này. Rồi con hỏi tiếp đi. Ánh sáng nhỏ của một vị Phật dẫn mình về nó ra sao, làm sao để không bị lầm? Thì khi niệm thiền đã nói rồi, khi ánh sáng nó trong suốt mà nó vàng, nó pha vàng mà đừng có dở gì đâu, cái đó là gọi là cái công đức của mình á. Còn một vị Phật thì tôi nói rồi, chỉ người ta dẫn bằng một cái ánh sáng thôi. Khi muốn biết thấy mà ẩm á thì phải vào trung tâm vận hành luân hồi, Phật nhãn mình mở ra thì mới thấy ẩm, cái người đâu mới thấy, cái người ngoài cái Phật của mình đâu thấy. Đây là vị ký là nó phân tích từ đi từ tí như vậy. Chứ sự thật tôi cũng không thấy Phật đó, làm sao thấy? Cái này là tôi học, tôi biết, tôi nói lại đó. Mà bây giờ mới dở lẽ ra đó là tất cả Phật. Khi mà Như Lai chưa công bố quyền ký ra thì Như Lai nói là đệ tử ông là tôi mù. Tôi dám nói câu này thì giờ đệ tử ông đâu ở đây thôi. Nếu mà ông tu mà ông sáng ở đây tôi hỏi, vì tôi biết cái nguyên tắc đó, giống như tất cả quý vị đi học mà biết cái hệ số con dơ rồi, muốn nói cái gì tôi trả lời được. Còn nếu mà học bà chốt bà nhát, ta hỏi không hiểu rồi suy nghĩ nó sai, thì cái thiền tâm để ra đời là nó chỉ được, nó chuẩn hóa lại. Chuẩn hóa là gì? Trái đất này năm loài sống chung, ông Phật không có ở đây được, cũng cúng ông, ông trời không có xuống đây được có sinh đâu. Mà ở đây là hoàn toàn thần làm chủ, cô hồn mặc theo. Bây giờ phải rất là rõ. Thì giờ tất cả mình tới nơi, tôi cũng nói ở đâu tới mà xin này xin kia là đáp ứng cho cô hồn đó. Và cái ông thần mà gọi là ông thần mà vô vi lực đó, ông làm cái này. Chứ phải đơn giản. Mình phải hiểu cái nguyên tắc cái thế đất này. Bây giờ thế đất này gọi là thế đất vật lý, nhân quả luân hồi, nó luôn tục, nó liên tục, nó quen. Cũng như chiếc phi cơ mà nó di chuyển hoài nó mới bay được. Còn nó không bay cái nó rớt xuống. Còn mình cũng vậy, thế đất này mà không quay một cái là đứng là lạ liền đó. Mình phải hiểu cái nguyên. Còn con người của mình vậy, trái tim mà không đập nằm xuống ngay đời luôn, nó bắt buộc đi theo cái nhân quả luân hồi. Con người sống là phải sống bằng không. Mình ở đây mình lại không hiểu chứ, con người sống bằng điện gì nó co bóp chứ ai bóp, ai đứng đầu nó bóp để tìm mình. Bây giờ ông Phật mới nói tái tiêu này do điện tử vô nó cố bóp, nó mới co bóp được, rồi nó có sách pháp làm cái sinh mạng mới sống được.
bây giờ cái này cái nguyên tắc bây giờ ở trên cái đất này không có cầu quá nữa, cầu được không ơi, coi chừng cô hồn với mấy ông thần mà vô ký lực đó không lừa mình đâu, được mà được lừa nhất lại lừa mấy ông thầy đó, ổng cũng chưa biết ổng mà bày làm đây nói này nói kia. Tại sao chùa thì tâm ta chịu nói là ta chịu thì ta nói bằng sự thật, còn bây giờ chứ đâu phải nói tôi nói ở đây mà nói không đúng sự thật thì chưa chắc tồn tại một tháng nữa, mà nay 12 năm rồi vẫn tồn tại được. Tất nhiên mời tất cả ai muốn hỏi cái vấn đề này cứ mời để hỏi. Rồi tôi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là người gieo duyên truyền bá thiền tông vô hình phá hại hạnh phúc người khác sẽ bị nhân quả như thế nào? Có nghĩa là cái người mà đi truyền bá thiền tông á mà vô tình mà phá hoại hạnh phúc của người khác thì sẽ bị nhân quả như thế nào? Cái không có bị nhân quả mà cái công đức, mà cái người đó được cái công đức nó bị bôi thôi, không có thua hết. Nhưng mà muốn truyền bá cái thiền tông này bởi vì bảo là truyền bằng trí tuệ, mình muốn giúp người ta hiểu cái này, đừng có khi nào ép người ta quăng cuốn sách ra kỹ rồi tôi mới có sách này là hay quá, vậy coi gì giải đáp tôi, mình phải làm cái này. Chừng nào ta khen hay năn nỉ là phải lần mới cho, còn này mua về cái rải hết rồi trên sớm đi, 100 người nó chửi đến 99 người là xuống đó, cái ác nặng hơn cái phước, nặng hơn cái công đức làm sao? Đó mình phải bởi vì đạo Phật thiền tông Phật tu là tu trí tuệ, vô cái đền cái chùa cái nhà thờ lại trong đó làm gì mình phải hiểu, giống như mình đi du lịch đó. À bây giờ ta bảo đi đâu thì ta sẽ tả cái cảnh đó mình thích mình đi, cứ nghe ta dẫn đi đâu đi đó, quên đừng có đi mù, còn tu cái này cũng đừng tu mù, tu phải tìm cho rõ. Mình là người Việt Nam thì phải nói sao cho rõ ràng, đạo Phật là cái đạo gọi là thế giới, người ta gọi là đạo Phật là tinh hoa của nhân loại chứ không phải là bình thường, chứ không phải tinh hoa của người Việt Nam. Nếu mà không hiểu cái này đi ra nói tập bậy tập bạ người ta chửi mình. Ông Thích Ca ông lẽ ông là thái tử mà ông ra gốc cây ông dạy cúng em, ông Trần Nhân Tông ông lên núi Yên Tử ông dạy tụng, mình phải hiểu cái chỗ này. Ông có hộ niệm ai hết trời, ông Thích Ca ông nói là ta còn gì hoàng tông ta bị nhân quả mà ông còn giúp được mình làm bệnh tổ chức cúng tụng này đủ chuyện hết, đây là cái nghề của ta thì không phải đúng nói đi. Nhưng mà trước ông nào cúng tụng gan phải nói thế này nè, đưa tôi cúng tôi tụng được cho hên xui, giống như mua chỉ số á, đưa tiền tôi mua cho hên nó trúng không hên nó trần thì phải nói vậy thì không phải lừa. Bởi vì cái đạo Phật nè, tất cả gì bây giờ thiền tâm ra để nó chuẩn lại nó mất cho rõ ràng. Mình là người Việt Nam đừng có mê tín gì đó, mê tín là tin làm tin sai tự thật, mình phải hiểu cái chữ này, chứ không phải mê tín người ta giải cho mê tín ta tưởng cái gì sâu xa, mà mê tín là gọi là tin sai tự thật, vô cái biểu nó xin phước thì nó mình xin là sai này, cơ hội mà mình đem cúng cho con hồn ăn thì còn là xin phước không? Giống như mấy ông ăn mày á, mình đem cho tiền ông đâu để ông cho phước cho tôi. Cái này là có nguyên tắc, cái mê tín nằm cho rõ. Rồi tiếp còn hỏi tôi. Người tu theo thiền tông nhưng bị gia đình cản trở bắt đốt sách, có bị nhân quả không và cách giải quyết như thế nào? Cái người đó phải là cái người tu. Người tu bây giờ giống như thì tu biết sao, giống như người tu mà anh không biết gì á, giống như anh chạy xe mà anh bên mắt anh lại anh tính sao, anh chạy xe mà anh bên con mắt lại chạy sao, tu thiền tông cũng dạng này. Mình phải hiểu bởi vì bằng trí tuệ muốn giúp bất cứ cái gì, bóng Phật ngày xưa mà còn không dám nói cho người khác nghe, ông cũng nói chồng riết ông cũng bị chửi, riết ông nó thôi và đem đi. Chừng nào giờ đời người nó hiểu điện từ quang, điện từ âm dương,
rồi cả khôn quấn trụ nhân quả luân hồi hành tinh gì thì mới nói. Bây giờ mình muốn giúp người ta mà mình cứ âm thầm, mình biết âm thầm mình làm, thà là mình biết tìm 5-7 công đức về Phật giới được rồi, chứ không phải mình nghe nói là làm cho mình mấy ngàn quyển sách ra cho rồi nó dùng thùng rác hết rồi kệ. Mình phải bằng cái trí tuệ này thì giống như mình muốn chạy tốc độ mà mình cứ mắc lại rồi chạy đó, thì cái đó tên ví dụ nó đụng đâu cái đó hậu quả ta nên tự mình biết. Rồi hỏi xếp đi. Thầy cho con hỏi, lý do gì Đức Phật không ra đời vào thời mạt thuật quân Pháp mà lại ra đời vào lúc loài người chưa văn minh, rồi phải nhờ các vị tổ truyền đi? Cái quy luật nhân quả luân hồi trái đất này là 10.000 năm, mà khi mà nó bị hủy diệt, 10.000 năm nó hủy diệt rồi thì cái trái đất này á bắt đầu 3.000 năm là cái tất cả độ thần đạo trời đạo tiên xuất hiện, bắt đầu con người ta khá rồi đó. Thì 7.000 năm sau vị Phật mới dạy giải thoát, nhưng mà trong cái đám mà đạo thần đạo tiên nó không đồng ý tình cái nguyên thì ông phải di chuyển tới cái thời mạt pháp mới nói ra. Mà đây là cái quy luật của cái nhân quả của trái đất này. Trái đất này không dạy ở cái thời kỳ mạt thượng pháp được, mà thời kỳ này là chỉ có người đứng ra thuộc nói lại thôi. Chứ một vị Phật mà ra đời ở đây, xin lỗi ông Thích Ca, mười Thích Ca đã bắn tôi cũng chết luôn. Bây giờ đây là mình nói lại thôi, cái chùa này là chùa nói lại chứ không phải lại thật, gọi là công bố lời Đức Phật dạy cách đây mấy ngàn năm thì mới được. Là vì tại sao mà phải công bố ra? Vì con người bắt đầu đi vào thời kỳ giãn cách sung mãn rồi, nếu không có kiềm lại thì chắc chắn là con người sẽ giết với nhau. Bây giờ bởi vì hồi xưa tất cả ta không biết tánh Phật, tánh người là gì. Bây giờ cái thiền tông nó mới ra, nó chỉ là tánh Phật nó thanh tịnh, nó thương yêu nhau vậy đó. Còn tánh người nó lương lẹo 16 thứ á. Thì giờ tao cứu mấy quý vị mà giàu có đó, làm ơn sống với tánh Phật chút đi, để cho đồng loại sống dai chút. Còn mà mấy ông mà cái xài người không thì thôi, mà ai đi gồm thì làm sao vợ. Nếu mà bây giờ tánh Phật cái công bố mình nghĩ ra thì thể gì? Bây giờ để đi nó kìm hãm cái tốc độ diệt vong của con người nhờ cái tánh Phật, nhờ cái này. Thứ hai là gì á, cái tất cả gì mà cái đạo Phật đã sử dụng ở trong trái đất mình thôi, cho nói thế giới hoàn toàn không phải là đạo Phật. Bây giờ nếu mà xét theo truyền thống đạo Phật, còn ai tu đạo Phật hết, mà tu theo đạo thần đó. Nó là tất cả tới từ bắc chí nam, không có người nào tu giải thoát. Nếu mà ta tu giải thoát này thì ta thấy ra các bạn giải thoát. Mà tại sao mà chỉ chuyên tu bốn con rồi cầu siêu, rồi cầu an, rồi hộ niệm thôi, mà cái chuyện niệm Phật đâu có dạy. Tất nhiên Phật nó mở đem cái này là vào đạo Phật. Thầy mà Đức Phật bắt buộc phải nhờ thì sư đi đến thảo này công bố ra để nó chuẩn lại đạo thiền tông ra đời để là chuẩn quá đạo Phật lại. Còn nếu mà ai nói không chùa thiền tông nó chịu chuẩn quá không đúng thì mời lại. Bây giờ cúng chắc ăn không, cúng chắc về Phật giáo không, tụng chắc về không, hộ niệm chắc về không, thì lại đây. Thì bây giờ người mà anh ngồi thiền có giải thoát được thì lại đây tôi phân tích cho nghe. Muốn mà cũng nghe phải lập cái ban như bằng đấu chất rõ ràng, chứ phải ông nói gà bà nói vậy được. Thì tất cả những người mà những kiến thức cao hoặc luật sư, một người chùa Tân Diệu hỏi một câu, cái người nào đến chấp chánh hỏi một câu, nếu mà chùa Tân Diệu thua dễ ở đốt chùa bỏ, có vậy thôi, dẹp điện luôn. Còn nếu mà chùa Tân Diệu mà hỏi không được thì sao đây? Thì phải đại thọ trả tiền cho phí người ta mở ra người ta tiếp đón, có vậy không? Đấy, vậy thành ra bây giờ cái
thiền tâm này nó ra là tất cả người ta chửi. Tôi nói là không ai, ông ấy không ai ưa, chỉ mấy cái người có tóc ưa thôi. Mấy ông tóc ông ưa, ông chịu. Ông nói mà rõ ràng anh trên mạng nó chửi thiền tâm là tà đạo. Đúng là tà đạo, bởi vì không ai nghe. Sợ mà thế đi. Thưa thầy, xin cho con hỏi, người tu thiền tông một lòng muốn ham mua, muốn giải thoát và đầu công đức một cách trong sáng, thì vị Phật có luôn theo sát và giúp đỡ người này không ạ? À? Nếu mà trong sáng là Phật cũng theo thì, còn mình mà có bánh môn tới nhìn môn đen ông thấy là bỏ. Tất cả những gì trong sáng thật ít thì chắc chắn vị Phật đó rất mến. Bây giờ xưa ông dẫn vô để tạo công đức, mà giờ nó tạo công đức cách đàng hoàng thôi, đem về để chi, để thành Phật, để thành một vị Phật. Còn nếu mình tạo công đức mà mình bánh buông thôi, ông chê, giống như mình ở đây ai gia đình mà có đứa con nó hiếu thảo, nó thương, còn đứa con nó ổ về thì thôi, cho mình đi ra đường luôn. Nó cái này nguyên tắc nó dễ Phật vậy, thấy người nào mà trong sáng, ông thích, ông cố gắng giúp. Còn người nào mà tạo công đức mà hơn thua để gì đó thì ông cũng ông có bảo ông không ghét, bây giờ bạn đừng ghét cho một bỏ ông tới. Thưa thầy, khi chung ấm thân vừa thức dậy liền gặp cảnh ông bà cha mẹ hai người thân trong chồng tộc. Lúc này nếu chung ấm thân không nhớ đến câu nói của Đức Phật đã dạy thì cảnh ông bà cha mẹ mình có biến mất hay không? Nếu mình không hiểu những gì mà Đức Phật dạy thì chắc chắn thì trên thế giới này, trên trái đất này gọi là trên đất nhân quả, tình thương ghét thì chắc chắn thấy ông bà cha mẹ rồi ôm thì nhớ quá ôm rồi vô thì làm sao? Còn nếu mà mình muốn này kia nọ, muốn cái gì, ý mình phát ra cái gì, thần không hiện ra thì không có công đức không có hiện à. Và công đức thế không có hiện, còn công đức nghiệp không có hiện được. Là gì? Giống như bất cứ là những cái hình ma quái nó hiện ban đêm, ta ở trong bóng tối á, chứ còn ban ngày không có ma nào hiện nổi. Bởi vì nó là điện từ mà, nó điện từ ảnh, nó phải nương theo cái bóng tối nó mới hiện được. Còn ban ngày về đi chim trên lỗi như mấy ba quỷ cũng để thiếu gì chưa mà đó nó không hiện được. Mình nói nó không nghe luôn á, chừng nào ban đêm, bởi vì nó là tần số âm nó mới nghe được. Mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó, cái đất này là cái đất nhân quả, điện từ âm dương, người thì có nam có nữ, có âm có dương, để ra gì âm dương nó cuốn hút nhân quả, nó mới cuốn hút để nó thành nhân quả. Mình hiểu cái nguyên tắc của cái trái đất này. Bây giờ thiền tâm ra đời thì mới nói về cái gì, cái nguyên tắc, cái gốc của nó, cái gốc của cái nhân quả. Chứ ngày xưa mình tất cả các nơi ta nói nhân quả, bà nói cái gì không biết, nó ào mày làm ác gặp ác. Chứ đâu Phật cũng nói là chư ác mà ác đúng thiện một mình, tự tình kỷ tự chi Phật giáo, có nghĩa là ông Phật nói là ác gặp ác, làm hiền gặp lành. Ông không hiểu là ông giải thích cái nhân quả là cái gì. Bây giờ thì ông ra đời mới chỉ là nhân quả như thế đó, nó có công thức đàng hoàng. Nếu cảnh ông bà cha mẹ không biến mất thì chung âm thân có được rơi không hay ở lại trong chồng tộc đó? Trong chồng mấy giây mà ông bà mẹ không biến thì chắc chắn phải theo vô chồng tộc. Ông cách nào rơi là theo rơi. Nó rơi thì khi nào tất cả cái thế giới vật lý này nó biến mất thì mới rơi được. Còn này thấy ông bà sờ rau rơi, mấy cái kia nó đóng là cái cửa kia mà cái cửa hai cửa ấy, cái trung tâm lực vận hành hồi nó đóng rồi thì bắt buộc vậy. Không, bởi vì cái này không có thể ở lâu được, vì theo nhân quả một anh muốn anh phải đi, giống như mình đi trên cái đường quay vậy. Tới cửa anh phải xuống, mà không xuống không quay nữa. Bây giờ tới cái giờ giải thoát mà mình không chịu giải thoát thì quay, chứ không có cách nào. Bởi vì trong cái quy luật nhân quả luân hồi rất dài. Bởi vì tại sao mà cái thiền tông này tuy nói rất khó tu, nó phải dễ. Thưa thầy, cho con hỏi, cửa hải chiều dương của trái đất
nó luôn di động chứ không cố định. Vậy trung ấm thân có rơi đến được không ạ? Hay phải có một vị Phật trợ giúp thì trung ấm thân mới đến được? Khi mà một cái trung ấm thân mà mang cái khối công đức á, nó bị rơi, phải để ý cái chỗ này nè. Khi mà nó rơi á thì ở đằng trước nó có cái điểm sáng mà đi theo cái đó thì nó mới vô trung tâm vận hành luân hồi được. Còn nếu mà trước nó không có cái điểm sáng dẫn thì nó vẫn quay trong cái đất này hoài, nó rơi và rơi theo kiểu quay nha. Rồi quay đã rồi nó rất quay đã đúng cái chu kỳ nó trở lại dòng tộc, nó không giảng sanh được. Phải hiểu cái này, chỉ có một cái điểm sáng, điểm sáng đã là một vị Phật đã dẫn mình vô, dẫn mình về và đi theo cái đó. Giống như ngày xưa, bây giờ nói ví dụ ngày xưa đó, thằng Mỹ nó phóng Apollo 10 cái Apollo đi mặt trăng hoàn toàn đi ra hết, chỉ có Apollo số 11 thì nó mới điều khiển được vào cái mặt trăng thôi. Đó, thì bây giờ hỏi vậy chứ những cái đó nó bay giờ nó bay đâu? Nó bay riết nó mòn thành của không gian luôn. Thì bây giờ tất cả, bởi vì trong cái truyền thiền nhận về Phật giáo nó phải quan trọng rất nhất là cái chỗ mà dặn dò, phải ghi nghe cho kỹ cái chỗ này thì mới về được. Còn nếu mình rơi mà không biết cái điểm là nó quay à, nó quay ra trong tâm giới thì nó quay hoài, nó quay trong cái vùng một này nè, vùng một của tâm giới nó quay hoài. Rồi nó đã đời nó quay, đã đời nó đáp vô cái vùng tập nó chưa chạy đâu. Rồi thưa thầy, Phật Thích Ca về Phật giới rồi thì có trở lại làm người nữa hay không ạ? Ở trong cái Tủ Lăng Nghiêm nói rồi, già thì không thể làm quản được. Nhưng mà Thích Ca đó, bây giờ ở bên Phật giới thì ta dùng một nhãn thức quan sát đi. Ta quan sát thử coi cái thiền tâm dạng như thế nào. Ông quan sát ở đó dồn. Giống như mình ở đây nè, mình ngồi ở nhà mình đi làm nông mà bây giờ nó văn minh thì gắn camera mình đâu coi đang làm gì ngoài. Mình ống tới đây nhưng không thấy đó. Thì cái nào bởi vì ta là toàn năng, toàn giác toàn năng là ta chỉnh được. Ví dụ thấy ở đây mình làm sai thì ông nói lại, ông nói cho mình chỉnh lại, đó là toàn năng. Ông toàn giác, ông biết mình làm sai thì quyết định làm không đúng và làm sai. Đó mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Chứ không hợp tiếng Nga gì rồi qua đây đi, ông hoàn kim thân Phật rồi vô đây không chạy cái kim thân Phật vô đây không được. Đây là hiện tượng dương mà. Nếu mà ông không chết thì cái hành tinh thì chết. Bởi vì một kim thân Phật mình đâu có nhỏ đâu. Mình tưởng đâu là cái kim thân Phật là giống như cái tánh Phật mình, nó sẽ lỗi. Phật cả còn lớn hơn cái địa cầu này. Đối với địa cầu mình nó thua gì. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc của nguyện Phật mà cực lớn, gấp 10 lên cái địa cầu, cái hình tướng. Rồi làm sao vô đây được? Vô đây là cái điểm từ vô nó rối loạn nè. Nó rối loạn, cũng nói là cả cái tam giới rối loạn luôn. Giống như trong cái TV mình đang lên chỉ mình đưa con nhít vô cái nguồn điện đó, nó phá, nó xẹt một cái TV đứt luôn. Thì ông Phật vậy không dám vô thôi. Mà ta chỉ dùng cái Phật nhãn ta nhìn thấy để ta chỉnh lại, bằng cách nào ta chỉnh lại thôi. Không phải chứ. Dạ thưa thầy, phân thân của một vị Phật có phải là vị Phật đó đi vào trong tam giới tùy các cõi để hình thành sắc thân để độ chúng sanh hay không ạ? Phân thân đó là mình phải hiểu này. Bây giờ mình có ai có coi cái phim Đệ Tiên á, nó nhổ con lông nó quăng ra con khỉ con đem bạc vậy, nó dùng chút xíu điện từ quang ông đưa vô thì bằng con người nói chuyện với mình thôi. Giống như hồi xưa ông Nghiêm Trang nó muốn nói chuyện với Thích Ca đó bằng cái gì? Thì ứng thân ra một con người bằng ông Thích Ca, hai người nói chuyện nhau, nói trong giấc mộng, nói xong rồi rút về. Đó rồi là Phật còn năng cái chỗ này. Chứ làm sao mà như ông Phật bây giờ thành ra giống như một bất thiếu, giống như một bao gạo hoặc một hộp gạo thôi. Chứ không phải là nếu mà mình được hiểu tượng, chứ
cái phân thân không phải là tự ông đi vô, mà ông chỉ là một còn năng không làm được rồi lấy một xíu cái công đức ông á, ông đưa cho cái ông này thấy là ông có hiền lắm con người, rồi nói chuyện với ông này muốn nói gì nói sao rồi ông biến mất, ông muốn về lúc về Phật giới đã hiểu cái nguyên tắc đó là phân thân là vậy đó. Cho con hỏi, như thế nào là quán tự tại Bồ Tát? Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn giai không phải hiểu như thế nào mới đúng? Quán tự tại Bồ Tát hành thân bát nhã ba la mật đa tâm kinh cái gì? Ngũ uẩn giai không tức là thấy tánh mình, thấy cái ngũ uẩn mình không thật thì độ tất cả bổ ích. Tại mình thấy thật là chữ mình mới tức, chứ còn mình thấy chứ tại mình có nó chửi kệ đó, giống như chửi con cây không có sao đâu. Thì cái đó là gọi là quán tự tại, cái tự tại là nó không có dính á. Bây giờ trong cái thiền tông gọi là chỉ buông á, còn ở bên Bồ Tát nó dùng đầu tự tại là không dính, còn bên đây là buông chừng thôi dính nè. Bên thiền tông là nói vậy, còn bên kia thì nói là bộ tự tại, tự tại cái là thấy ngũ uẩn giai không, năm thứ không có không thật. Thì mình thấy thì giống như mình là trơ trơ, thì là ai chửi mình đừng có khởi niệm ra, thì làm sao nhận ta. Là nguyên là nói thế này, bởi vì Bồ Tát dù muốn dù không cũng còn nằm trong nhân quả. Bồ Tát chỉ là phần giác thôi, chứ không phải toàn năng toàn giác như Đức Phật. Đức Phật mới là toàn năng toàn giác, còn Bồ Tát là phần giác. Thí dụ bây giờ muốn hiểu như Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì nó có nhĩ căn và nhãn căn, còn một Bồ Tát Hải Thế Chí luôn căn còn giác. Bạch Hải Thế Chí đó nó giác đủ sáu phần, Quan Âm chỉ giác có hai phần thôi. Nhưng mà nên nhớ là Quan Âm ở trên cõi tịnh độ đó, hai chỉ đó. Vậy tại sao người ta thờ Phật Thích Ca giữa Tổ Tiên Già Đà, giữa Mổ Thông Mổ Bàn bên đã dừng trợ giúp cho cái ông A Di Đà này không phải nằm ở đây đâu. Còn ở đây á, mình học rồi, mình học cái hạnh Bồ Tát nó quán tự tại. Còn nếu mà mình học giải thoát không quán cái gì hết, không tu mà làm gì gì có quán. Phải hiểu nguyên tắc tu giải thoát không hành động bất cứ gì trong này. Tu Bồ Tát mới hành động, A La Hán mới hành động. A La Hán phải chiêm tận định mới thành A La Hán được. Còn Bồ Tát thì phải hai căn, nhãn căn và nhĩ căn viên thông mới thành Bồ Tát được. Thưa thầy, con có nghe nói Đức Phật Thích Ca đã nhiều đời thành Phật rồi. Vậy nhiều đời là những đời nào? Ở trong kinh nói là Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Mấy ông dịch kinh dịch sai là gì á? Khi mà ông Thích Ca đó, ông lên ngoài trời ông xuất á, ông nửa đời ông á, ví dụ ở trên ngoài trời ông xuất là 1000 tuổi thì tôi cho ông 20 tuổi ông ngộ đạo đi, 200 năm ông ngộ đạo, 200 năm ngộ đạo thì mình ở đây bằng ông còn lại là 700 năm, có nghĩa là thành Phật. Trước khi ông về đây ông đã thành Phật trước 700 năm, 700 đời trước rồi, so sánh với địa cầu. Thành ra đại pháp nếu mà nói là ta đã thành Phật nhiều đời trước, có nghĩa là không ấn định là rõ ràng là mấy đời, nhưng mà nhiều đời, có nghĩa là cái danh tự của mình nhiều số nhiều, hai là nhiều rồi nha, số ít một, số nhiều là bắt đầu hai. Thì ông nói là ta đã thành Phật từ nhiều đời trước, thì ông nói cho biết. Nhưng mà bây giờ hãy canh đó là khi mà ông hết tuổi thọ mới trở về cái nước định, cái nước Ca Tỳ La Vệ đó, để làm con định phạn mới nhập thai cho mẹ được. Thì cái này là do người ta tính cái chu kỳ. Bởi vì nên nhớ rằng ở trên đó 1000 tuổi, mình đây là 100 tuổi, mà nếu 1000 tuổi là 1000
một ngày là ông trăm đời thấy không phải chứng minh giả đâu. Thành ra mấy người đã dịch cái sách này nó dịch sai, có nghĩa là ông Thích Ca ông ấy thành Phật nhiều đời trước ở trên cõi trời Đông Xuất, rồi sau này thành ra vô bởi vì vô xuống đây ông là bộ ra gốc cây nồi này kia kia đỏ ra đi, bởi vì muốn duy muốn cái đạo Phật mà muốn tồn tại anh phải tu, anh phải tu đúng đó, đó. Để được tới là tu sau cùng mà mới nói cái chuyện này, mới khi giải thoát rồi đó tu cho nó vui, chứ bây giờ cũng giải thoát tu này nè, nó không cho tu. Chứ nếu mà đầu tiên một vị Phật mà muốn giải cái này mà không giải thích vậy, không tu là hoàn toàn đạo Phật không thành hành được. Nếu ai nghe? Bây giờ nó đúng ra nếu mà thời buổi này nói không tu mà người ta bằng nếu mà đừng viết ra 10 quyển sách trước thì người ta vẫn chửi liền. 10 quyển sách là người ta đã dẫn đi 10 năm rồi, mà tới năm thứ 11 nói ra còn bị chửi. Chứ nếu mà ban đầu mà nói cái này ra thì không kể như là ta chửi mạnh lắm. Thì cái câu hỏi hết, hiểu chưa? Kính thưa vị chủ thiền tâm, con tên là Trương Thế Hiệp, sống ở Đắk Nông. Con xin hỏi câu hỏi như sau là khi người Phật gia thiền tâm mãn phần sống nơi trái đất này thì muốn hiến thân tặng cho bệnh viện và lợi lạc cho chúng sanh, như vậy có được không? Đó, thế gian này cái đó mình tạo phước đức á, được sao vậy? Nên nhớ là mình tạo phước đức, cái đó là tạo phước đức. Còn gì được tôi không nói, thì tôi chỉ biết anh tạo phước đức, anh để muốn cái gì để theo nhân quả. Tôi nói được là tôi nói cái tay tại là anh em muốn giải thoát mà, còn cái chuyện đó anh đừng có nói, anh đừng có muốn, anh nói chuyện chết rồi đó thì muốn kêu thì để gia đình muốn làm chưa làm thì được, chứ anh mà còn sống anh tham muốn tiến sáng như này thì là anh tạo phước đức. Rằng đi đâu, làm sao tại đây là làm sao có, vừa có phước đức nhiều ông Phật cũng không rước mình đâu. Ông Phật chỉ rước những người có phước đức, còn có công đức, còn phước đức thì vừa phải thôi. Còn mình cái hiến xác này là phước đức rất cao, không phải đơn giản đâu. Giống hiến xác này giống như mình mà thế gian này là trúng số, không ai bỏ đâu, trúng số mới đi lãnh cho ai bỏ đâu. Đó, phải hiểu cái này. Còn hỏi tiếp đi. Con tên là Phật tử Lê Tuấn Lập ở Bến Tre. Xin trưởng ban cho biết công đức vị vua đen như thế nào cho bài ví dụ. Ví dụ mình giúp cho người đó giác ngộ hay giải thoát hay điều thiền vậy đó, chứ mình lại dỗ dãi ta nhờ nhà tôi đó nha, nhờ tôi một câu đó là hồ bao vô đen rồi. Nhà tôi á mới được đó nha. Làm sao? Nó bao là vậy á. Còn một bao nhiều quá ít đó là kể, ngày nào cũng kể á. Mỗi lần bao thì nó quét một lớp, 10 ngày thôi, nó quét 10 lớp. Đó là, cái đó hiểu sao thì hiểu. Hả, thế đi. Là còn theo là xưa nay vợ chồng sinh hoạt rất là bình thường, nhưng mà trong gia đình có một người hiểu về pháp môn thiền tâm, nhưng mà cũng sinh hoạt vẫn bình thường, thì công đức có bị vô đen hay không? Có nghĩa là mình sinh hoạt mà trung cơ thọ phạm đâu thì được. Còn nếu mình sinh hoạt về thân bị người ta chửi, có nghĩa là người ta bị ta kêu mà ta chống đối á, thì chắc chắn công đức bị vô đen, ta chống đối. Còn không chống đối thôi đâu có gì đâu. Giống như mình có cái miếng vàng cái để trong bóc hoài, còn nếu mà trường hợp mà mỗi lần người ta chửi, người ta tạm dùng miếng nước sơn, mình tạm được 10 lần thì có miếng sơn đó thì nó dày cỡ nào. Câu hỏi tiếp theo là nếu người thân của con mất, người nhà của con ủy quyền cho con đi mời các ông thầy tu đến tụng niệm, con là người tu theo thiền tâm, khi con làm những việc đó vì theo nguyện vọng của gia đình, vậy có bị nhân quả không? Cái người đó, cái người chết đó là biết thiền tâm phải không? Có biết chưa? Không có gì, không biết gì hết anh. Cũng như trong gia đình có người mất mà gia đình mời mượn cái người cứ tu thiền tâm đi thỉnh ông thầy,
thì mình cứ đi tỉnh bình thường, không có sao, đừng có dính vô. Có nghĩa là làm con, làm cháu trong gia đình cứ làm cách bình thường. Ông tới ông tội công điểm gì, đừng có nói ông nè, mình nói thì có chừng nè, không muốn làm gì là cho nó thỏa mãn cái gia đình thôi. Còn cái chuyện mà phải là cái này, mình vô trụ mà, cái người đó phải vô trụ, đừng có ý niệm gì kinh chê hay là bất cứ gì, đừng, thì nó mình không sao. Còn mình tới thì mình tới cái người ta mới vừa tụng có hai ba câu nói ừ tụng với cái chắc không với chắc lên chết rồi, cái đó mình công kích người ta. Còn hoặc là mình tức mình nói là mày là bà rồi thì cũng vậy, đáng mình hiểu kệ nó, mình buông nó không dính. Giống như kiểu mà thế gian ta gọi là nước đổ lá môn, cho đổ bao nhiêu đổ nó không dính. Còn nếu mà nó đổ vô giải rồi nó dính hết thì nó ráng chịu. Người thân của con trong giai đoạn cận tử nghiệp thấp xấu, vậy con phải làm gì? Hay có lời dẫn dụ như thế nào để họ biết đường và nhớ tìm đến dòng thiền tâm để khi họ tái sinh là con người mà chưa sắp chết à? Mình phải hỏi cái mình phải nói là đầu tiên ta làm cái gì, tu cái gì, có tu hay là không. Mà nên nhớ là nếu mà không tu mà có tu hoàn toàn cảnh tư nghiệp không thôi, đừng có bắt chước theo cái này nghịch lý và tận tư nghiệp thôi, nó rối loạn. Người ta không hiểu, muốn giải thì giải từ cái lúc mà chưa còn bình thường. Còn cái cảnh tư nghiệp bây giờ mấy giây nữa người ta đi rồi nó rối, ta không hiểu được, lúc rồi còn chết. Giống như thà là cũng chỉ ta đến cả ba cả tư ở nhà là mới tới chỉ nè, mẹ ông trái mẹ ông phải đi thẳng gì thì nói mới từ giờ tới cái đó mà không hiểu dạy, ta đâu có tiếp thu nổi đâu, rồi ta đâm đầu ta đi rồi còn chết. Đừng có dạy cái này. Cái thí dụ mà cái người ta tu thiền tâm á, trước có tu bây giờ cảnh tư nghiệp nhắc được, ta đã có hướng rồi nhắc lại thôi. Còn này ta không hiểu gì. Ta bây giờ nói thiệt, ta đang tu tịnh độ hướng về thì giảng sanh rồi về Phật giới, nó nói nó không hiểu Phật giới là cái gì. Lúc đó nó tầm bậy bạ rồi, thần nhào vô giờ thấy còn khổ nữa, gặp cái kêu bằng nghe thấy cái kẻ lừa gạt vậy thôi. Mình hiểu nguyên tắc cảnh tứ nghiệp, không cảnh tứ nghiệp là bước tu thiền tâm phải nói, tu tịnh độ tâm phải nói thì con người ta di chuyển cái đường thì được, chứ người ta không hiểu, còn người không hiểu gì thôi là cha mẹ ông bà đi khỏe đi nói vậy thôi, mình khỏi mắc, không có mắc lỗi gì được. Rồi còn ai tiếp? Làm thế nào để nhận rõ ràng ánh sáng mặt ánh sáng màu trắng vàng trong suốt của công đức mà không bị nhầm lẫn tới các loại ánh sáng khác? Cái này thì nãy nói tới 25 phút cái vấn đề này, cái là tự mình ta nói mình tự mình hiểu, chứ giờ mình nói cái lập này coi mấy tiếng không được đâu. Nếu mà thắc mắc thì khi mà người ta kêu bằng lời giảng dò về Phật giới không có, giờ tôi kiếm bằng quan trị xin cái tờ này đọc lại, đọc từ ly từ tí nhắc rồi đi cho nó thuộc đi ha. Chứ bây giờ cái câu này mà nói mấy chục phút hồ mà nói mấy tiếng được, nó phải từng đầu từ đuôi. Cái câu này tôi cho qua đi, mai mốt truyền thiền tới học tiếp, còn mấy thì giờ đi kiếm cái ban tổ chức truyền thiền đó xin ra cái lời dạy. Câu hỏi tiếp theo là bữa con ráp vừa rồi con nghe thầy nói ánh sáng vàng trong suốt là vị Phật dẫn đường cho chúng tâm thân, nhưng trong công thức thầy lại nói ánh sáng mà vàng trong suốt đó là công đức của chính mình. Con chưa thông hiểu rõ về sự khác biệt này, xin thầy trả lời giúp con. Bây giờ khi mà mình thấy cái ánh sáng mà nó màu vàng trong suốt á, đừng có cái giận gì trong đó. Nếu có cái giận á, mình chỉ cần thích cái đó thôi, là chắc chắn cái điểm nó sẽ biến tướng liền, nó biến tướng ra. Mình thấy ông Phật cái gì đó, hết mình đi theo qua. Còn thấy vàng chảy lắm, ánh sáng chảy lắm, tôi chỉ biết nó vậy thôi, đừng có nói vậy. Rồi chần chần nó mất, thì
thiền đó mình sẽ bị rơi á. Khi mình rơi vào cái thiền, nên nhớ nè, nãy tôi có nói nè, khi rơi mà có một cái điểm sáng dẫn mình đi, chính là vị Phật dẫn mình đi đó. Còn nếu mình rơi mà không có cái điểm, gọi là cái tàu mà nó không có qua tiêu á, thì nó phải chạy, nó không định hướng được. Còn cái điểm mình rơi mà có cái điểm sáng, gọi là mấy người đi hải quân người ta mới biết là ta đã thấy qua tiêu thì ta dẫn mình đi, thì chính ông Phật dẫn mình về Phật giới phải có cái này. Còn khi mà nếu mình thấy á, mà mình thấy đủ chỉ đủ màu rỗng thì rồi là đông thần cũng dụ mình thấy khoái cho ban đầu cảm ơn rồi bắt đầu theo đi dẫn đi phúc cũng quay lại là ông thành ông Thích Ca còn mừng nữa chứ rồi đúng là ông Thích Ca dẫn tôi về dẫn vòng vòng đông hơn vô gặp thần chủ thế giới nay con về trình diện thần chết mẹ rồi hết được quay lại anh hiểu cái chỗ này. Bởi vì trong cái thế giới này gọi là tâm thế giới, ta gọi là thế gian, xin lỗi người con người gian nhiều thần gian mười cô hồn tất cả một gian mười chúng ta là thế gian mà vô đi đó. Thế gian ác là làm sao mình đáng được, đừng ai tin ai hết rồi đó. Mình tin mình là chưa tin nổi chứ đó. Rồi hỏi thế đi. Thưa thầy, cho con hỏi, trung ấm thân đang rã ở trung tâm vận hành luân hồi của tam giới hay của trái đất? Trung tâm vận hành nó nằm xuyên, nó xuyên giữa cái tam giới á, trên trái đất rồi nó chỉ là trục quay của trung tâm quay của trái đất. Còn cái trung tâm vận hành luân hồi là mà nó nói nó xuyên giữa trái đất, ở giữa cái tam giới. Vì mình thấy là cái bàn tròn mình quay một cái ha, thì cái vị là nhất á thì nó quay mặt, nó quay cái vòng lớn hơn, rồi kế vòng 4, vòng 3, vòng 2, vòng 1. Cái ở giữa cái mà không quay á, nó gọi là trung tâm vận hành luân hồi, nó có cái ống đó đó. Thành ra cái tính từ đó nó vô, nó vừa tới thì nó bị hút, điện từ như nó hút vô, mà nó hút vô mà nó gặp điện từ âm nó quét nó kéo vô thì thành người nữ, điện từ dương nó kéo vô thành người nam, nên nhớ chỗ này. Rồi 24 tiếng đồng hồ tới 6 cái đất này nó phải châu đầu vô trong, nó trúng vô trong cái trung tâm vận hành luân hồi á, thì vô trái đất nào thì trái đất tự hút vô, tự trái đất nó hút. Mình bây giờ hút vô nam chi phù về thì ở đây nói chuyện, chứ nếu nó hút bắt vô Lâu Châu thì ở bên kia nó sáu cái đất, nhưng nó quay 24 tiếng đồng hồ, có một tiếng nó sẽ chui vô cái đất này, nó nghiêng đúng gần cái trung tâm điện thần luân hồi, giống như cái máy nó quay vậy, là mà khi nó đảo gần tới cái điểm mà muốn nhảy thì người ta muốn chạy vô, chứ còn nó xa sao nhảy vô gần nó hút được thì mới vô đây, mới vô cái đất được. Thì khi giờ để chịu khó thật vài tháng được cái phim 3D vấn đề mà diễn tả lại cái tánh Phật vào thế giới được, vào trung tâm vận hành luân hồi thì vào thế giới được, đến khi ấy mà đưa ông Thích Ca ra thí dụ, bởi vì ông nói cái chuyện này phải đưa ông ra thí dụ. À, Thích Ca vô một độ rốt vậy đó, độ luân hồi kiểu này là 8 tỷ năm giờ ông ra đó, rồi bây giờ mình nói lại nè, 2500 mấy chục năm sau nói lại đó, thì cái bài đề này nó diễn tả lại cái chuyện này. Thì lúc đó thì ai mà thắc mắc về cái chuyện này thì coi cái đó hiểu gì. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, lộ trình về Phật giới thì quan trọng nhất ở giai đoạn nào? Quan trọng nhất là mình có công đức mà mình học được công đức không, quan trọng vậy thôi. Còn nếu mà lộ trình về Phật giới, khi mà quyền ký công bố ra mới có biết lộ trình về Phật giới thôi. Còn nếu mà quyền ký chưa công bố ra, không ai biết cái công đức để về Phật giới là cái gì, không biết cái lộ trình là cái gì đâu, mà chỉ tưởng tượng ra thôi. Đó, mà quan trọng nhất là có công đức không, biết công thức không. Ba cái điểm người ta nói rồi, có thức không, có công đức không, có biết đường về không. Ba cái này là quan trọng.
quan trọng nhất thế này. Mà khi mà đã ham muốn trở về Phật giới, trong bốn quyền ký ra mới hiểu lúc được. Còn quyền ký của Đức Phật chưa công bố ra, chúng ta ham muốn kiểu gì không có được, là bị mấy ông ta lừa gạt hết. Thứ nhất là mấy ông dạy tu tại Đà Lạt, ông lừa gạt hết. Đà Lạt là có người định tĩnh ở trong cái đất này, làm sao ra Phật giới được? Mình phải hiểu nguyên tắc cái này. Bây giờ thiền tông có dám nói A-la-hán là không giải thoát, chứ tất cả các pháp môn khác, các chùa khác nói A-la-hán giải thoát rồi. Nhưng mà tao không hiểu giải thoát cái kiểu gì. Nghe nói giải thoát là ăn giải thoát thôi. Giống như cô Yến rồi đấy, khi từ bỏ báo thân này, cái báo thân báo gì, thân tứ đại cái báo gì, ai nói là ai có báo thân đâu. Nếu thần báo thân tại sao ta còn không giải thoát? Nếu báo thân thì tại sao tới giờ ăn mà ăn không ra, ông không nói bụng được trên đời đâu. Trong cái thân tứ đại là nó theo cái chu kỳ của nó, mình bắt buộc phải ăn. Có nhiều người giờ tu chỉ uống nước, trời ơi, cái đó uống chừng bảy ngày thì được rồi, đi vô nhà thương chung, đem vô nhà thương chỉ tầm bảy tầm ba. Có cái quy luật nhân quả trên đất này, không có cái gì trên cái đất này phải sống đúng theo quy luật của nó. Tưởng ít thì đỡ chút, tưởng nhiều thì chạy càng chết luôn. Thưa thầy, khi chung ấm thân ra khỏi cửa hải diều dương của trái đất thì các nghiệp thuộc ngũ giới kéo lôi lại, vậy thì còn nghiệp nào kéo mình lại nữa không ạ? Kéo chung ấm thân nó lại. Bây giờ đó, cái câu hỏi này cũng hỏi chưa có chính xác, nhưng mà tôi chỉnh là tôi biết ý hỏi câu này nè. Mình ở trong cái đất này, nếu mình tạo ác đức hoặc phước đức âm, nó hết trường cái đất, nó không cho đi ra khỏi cái đất. Nếu mà có phước đức chưa, nó đẩy ra khỏi cái đất, bay lên các vòng 3, vòng 4 gì đó. Là phước đức dương nó còn nằm trong cái tam giới. Còn nếu mà nó nằm, chỉ có công đức và phước đức nó mới đẩy ra cái đất. Ra tới đây thì trong cái bài kinh nói xem, nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục đạo người về vô sanh. Có nghĩa là phước đức và công đức ngang nhau. Một đứa mình hướng bay lên để hưởng phước, một cái rơi để về trong tâm nhận thành, để về Phật giáo và vô sanh. Đó là cái này là do mình sử dụng nhất tự tiền, là sử dụng chỗ này nè. Hai cái chằng co thì phải sử dụng cái này, sử dụng cái nhất tự tiền tại đây, duy nhất chỉ cái này. Đó, cái câu hỏi đó, trả lời câu hỏi đó là hỏi cái người hỏi có hiểu không? Bởi vì câu hỏi này không rõ mà dành tôi nói là nếu mình mà có ác đức hoặc là phước đức âm, nó kéo vô cái đất, nó không cho ra. Còn phước đức dương, nửa này nửa kia, một cái luôn chạy ra, cái luôn chạy vô. Còn nếu thì mỗi mình đi ra cửa đó bay lên dòng mấy ấy, cõi trời đó, cõi trời cõi tiên thì nó ở. Còn nếu mà ra đó mà nó mang một khối công đức và phước đức thì một cái là bay đi hưởng, một cái rơi trở về trung tâm nhận hành luân hồi. Phải hiểu cái chỗ này. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, trung ấm thân khi tự nhiên rơi về trung tâm vận hành luân hồi là bao lâu ạ? Cái này tùy theo công đức nhiều, công đức ít nhiều nó rơi rất nhanh, còn mà ít thì nó rơi từ từ. Giống như là một ký á, mà nó gọn lại khoảng 10 cm thì nó rơi rất nhanh. Một ký nó trải ra một thước đó là sao? Nó rơi từ từ. Cái này không nói cố định được, nhưng mà con người công đức vô lượng nó rơi không quá 24 tiếng đồng hồ trở về đúng trung tâm vận hành luân hồi. Công đức vô lượng mới được, còn kia nó bao lâu? Cái đó là tùy theo. Giờ cho con hỏi, trước khi mãn phần là lúc nào ạ? Bây giờ trước khi tất cả các quý vị mà có người lớn tuổi trước khi chết đó,
trong 3 ngày thường thường làm ngủ thấy, thấy những cái cảnh mà ngày sau mình sẽ đến đó. Mà thấy ông bà cha mẹ thì chắc chắn cả dòng tộc, mà thấy con này con kia thì chắc chắn nữa mình. Vô cái loại đó, thấy cây này cây kia đẹp quá, cứ vô là loại đó. Còn thấy ông này bà kia đứa rồi lên. Có nghĩa là tiền gọi là tiền cảnh chết bắt rồi. Còn nếu á mà trở về Phật giới thì thấy những cái mà trở về Phật giới thì tu thiền tông có hiểu cái này, thì những cái gì mà trong thiền tông nói mình mới hiểu được cái này. Đó thì theo thiền người sao đó chết thì, bởi vì thành ra nếu mà gia đình nào chết á mà ông bà mình sắp chết mà thấy người thân nhiều thì thôi chắc ông bà về vô người thân không sinh. Còn nếu mà thấy Phật Thích Ca A Di Đà rồi giảng sanh. Còn thấy thấy cảnh này bên kia mà dữ dội thế thì thôi vô rồi bà. Cái gọi là tiền cảnh mắt của mình, chứ cái này không nói trước được. Cái đó còn cái vấn đề giải thoát này là phải thiền tông mới thấy được, thì còn có thì do mình tham muốn quá động thành ở cũng dễ cho mình nhào theo ổng thôi. Thưa thầy cho con hỏi, hào quang là dùng sáng, màu vàng trắng sáng chung quanh đầu phải không ạ? Nếu mà công đức ít á thì nó sẽ sáng trên đỉnh đầu này, còn công đức nhiều toàn thân mình tùy theo. Mà chỉ mình thấy nha, mình công đức mình thấy thôi nè, chứ người ngoài không thấy. Mình thấy đó là tại vì cái đường cái phần tánh của mình thực nó thấy siêu qua công đức của mình thấy. Còn cái người kia ta không có ở công đức, nó siêu mà con mắt vô nhãn không thấy điều cái này. Chỉ người nào có công đức mới thấy được thôi, còn người không công đức không thấy. Thưa thầy cho con hỏi, cho sách thiền tông nhiều có công đức hay không ạ? Như thế nào mới là có công đức để được trở về Phật giới? Cho công đức bởi vì cho bằng trí tuệ được đầu đâu cho đó. Bởi vì ta bảo á, bây giờ mình muốn tạo công đức á, bây giờ tạo bằng cách này là dễ nhất nha. Mình ở trong cái nhà mình kiếm 5-3 bộ sách á, mình sẽ cho ta một dán trước cửa nhà, tôi cho bộ sách á, người ta lại sẽ cho cái này chắc ăn chứ. Còn mình mà thành lập cái thiền tông thất ra đó mà mình không nắm được cái quyền lực này thì cái thiền tông thất có thể là năm ăn năm thua cho mình. Còn nếu ai mà cắt cái chùa thiền tông ra coi chừng 90% thì hát đức á, chỉ có 10% là công đức nói rồi đi. Mà công đức mà dễ dàng nhất mua sách để trong nhà mình, cứ nói đây cho tôi mượn sách, cho một sách thiền tông nói vậy, ai tới ghi tên tuổi đàng hoàng. Mà tất cả những người cho mượn á, tôi cho anh chị 24 tiếng đồng hồ thôi ha, có thể gia tăng cho ta 2 ngày để đi để dụ người ta bắt buộc ta ép ta phải trả lời. Mà người nào mà họ thích á thì họ đang nghĩ mình, thì người đó chắc chắn là được 50% có công đức. Chứ đừng có ý có tiền rồi tung lên tay lưng rồi chết, có tiền nó dùng hết vượt khổ. Thế nên nó bởi vì cái thiền tông này nè, nó có thể đưa người ra khỏi tam giới được, có thể kéo mình xuống 18 tầng địa ngục được. Quan trọng cái này không phải đơn giản, giống như là thế gian mình làm cái chức vụ gì lớn đó, đưa mình lên tôn đỉnh được nè. Mà mình phạm pháp một cái nó đẩy nó xuống như vô cái cùng được, không phải đơn giản đâu. Thì cái thiền tông này phải cố gắng phải chuẩn bị tu thiền tông có cho kỹ, chứ đừng có đụng đâu lên nghe cái gì cũng hay. Đa số nhiều người biết hay qua cái lép xét nó đủ diễn rồi, coi chừng để ý gần 10 người nói đến chữ hết 8 người thì mình lấy 8 cái tẹo không, có 2 người. Hai cái điểm này làm sao cuốn nổi 8 cái điểm kia. Nên nhớ thiền tông. Bây giờ bởi vì ra để người ta chuồn lại, để cho cái giá trị thiền tông nó đúng mức. Chứ hồi xưa mới nói cũng không được, mới ra một hai quyển sách tỉnh năm thôi, không dám nói cái này. Nói cái này tự nhiên không tới nên rồi lúc đó ế luôn á.
tại bây giờ con ta cho hết rồi mới chuyển lại. Công đức nó có vô tiền để đó để dành bỏ đúng xài, nữa về trung tâm nhận hàng lương hồi ấp cái vô tiền nó tự động ra thì nó hiện công đức. Có nghĩa là đừng có bỏ, mà bỏ không được nó dính vô mình, dính vô cái thánh phật thì sao bỏ được, nguyên tắc lắm. Rồi hỏi tiếp. Dạ thưa thầy, có người họ nói là mình có rất nhiều công đức, muốn bổ thanh tịnh thiền với người đối diện, vậy người có sai và tưởng hay không ạ? Và người đó có bị nhân quả gì không ạ? Có một người nói biết là mình bây giờ có rất nhiều công đức, sẽ bổ thanh tịnh thiền với người đối diện, vậy người đó có quan tưởng hay không ạ? Và có bị nhân quả gì không? Không, người đó tốt. Cái đó là cô hồn chưa chứ không có nhân quả nữa. Đã rồi, đã ở trong cái cô hồn rồi nói gì cũng được. Giống như con người mà ở dưới sình rồi đó, ô, muốn bôi nhiều bôi, không có bôi gì hết. Là ông gì? Ông Phật đó thì ta còn đánh đồng giác có bủa, tìm được một mình thấy biết hai ba chữ về làm bủa, làm thân tình tiền người ta bủa, bủa sao mấy đêm đây giống như cái đó là ai, giống như sau đó là mấy người say cơ đó, say cơ đó. Nó chạy ra tu là ngọc hoàng xuống đây biểu làm gì, cứ nói gì bất kể đó, cái này đừng có làm dùng cái này. Còn cái chuyện đó người ta nói vậy là cái nhân quả ta chấp nhận rồi, ta không sợ nữa. Giống như mùi không sợ lửa, không sợ lỡ cho mày mùi ở đâu mày mùi thì tao không nói gì nói kệ ta nha. Rồi con hỏi tiếp đi, không có gì hết, cứ sợ thoải mái siêu nhiên chư Phật thánh thần Bồ Tát hiểu được không thành như thế, thế là mình chấp nhận đi luân hồi rồi, chấp nhận nhân quả. Còn nếu mà trên cái đất này không chấp nhận quả đừng có nói bất cứ gì hết, nói ra thì coi chừng